Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin trình bày về Giê-xu giảng dạy những gì. Tất cả những điều Giê-xu nói, giáo lý, bài giảng đều đưa tới một đơn từ ta. Tất cả những điều trao giảng của Chúa Giê-xu có thể nhận ra rõ ràng. Chúng nằm trong hai câu có ý nghĩa y hệt nhau. Hãy thống hối và tin vào Kinh Thánh, hoặc ở một nơi khác, hãy thống hối vì nước thiên đàng sắp tới. Có những đoạn trong bốn phúc âm mô tả Giê-xu ở Nazareth như là một người thiển cận, đầy hận thù, và ngay cả đạo đức giả giám mục John Seelfelfong. Qua những tài liệu có tính cách nghiên cứu và phân tích của một số học giả, chuyên gia về tôn giáo ở trong cũng như ở ngoài tôn giáo, hội Kitô được trích dẫn trong chương 1, chắc quý vị đọc giả có thể có một nhận định cho riêng mình về sự khác biệt giữa nhân vật Giê-xu lịch sử, con người thật của Giê-xu với nhân vật Giê-xu của đức tin. Một hình ảnh được tạo dựng bởi nền thần học Kitô giáo là như thế nào? Câu hỏi tiếp theo, Giê-xu là ai? Tất nhiên phải là Giê-xu giảng dạy những gì? Giảng đáp cho câu hỏi này thật ra không khó, vì tất cả nằm trong bốn phúc âm Matthew, Marco, Luca và John trong Tân Ước. Đây là nguồn tài liệu đáng tin cậy nhất. Những lời giảng về Giê-xu của giới chân chiên Kitô hay những sách vở do giáo hội xuất bản không thể tin cậy được, vì đó chỉ là những trích dẫn vụn vặt chọn từ Kinh Thánh. Ngoài toàn bộ vấn đề và thường diễn giảng với luận điệu thần học một chiều, méo mó, ngụy biện và thường không bao giờ nói đến những mâu thuẫn và phi lý trong Thánh Kinh, hay những đoạn trong Thánh Kinh trái ngược với hình ảnh của Giê-xu do nền thần học Kitô tạo dựng lên. Trước khi đi vào phần phân tích để kiểm tra một giải đáp cho câu hỏi trên, thì có lẽ chúng ta cũng nên biết đến bản chất và gốc tụy của Kitô giáo, nhất là Kitô giáo Roma. Trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, trang 76, để trả lời câu hỏi tại sao nhân loại cần cứu rỗi, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã trích dẫn một câu trong phúc âm John làm luận điểm giải thích. John 3:2.16: Thiên Chúa quá khứ quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt nhưng được sống đời đời. Câu trên không phải là lời giải thích cho câu hỏi tại sao nhân loại cần đến sự cứu rỗi, mà là một khẳng định về đức tin Kitô gồm có hai mặt. Một, khuyến hoặc những người nhẹ dạ cả tin, mê mẩn về một sự sống đời đời sau khi chết ở trên một thiên đường giả tưởng, bằng cách tin vào một nhân vật đầy tính chất huyền thoại do nền thần học Kitô giáo tạo dựng lên. Hai, hù dọa những người đầu óc yếu kém về một sự luận phạt phi lý và hoang đường. Điều này thật rõ ràng khi gần đây chúng ta thấy giáo hoàng John Paul đệ nhị, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, đã phải công nhận là không làm gì có thiên đường trên các tầng mây và không làm gì có lửa hỏa ngục. Hỏa ngục không phải là một nơi chốn trong lòng đất. Phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường trên trời và một hỏa ngục trong lòng đất, giáo hoàng cũng phủ nhận luôn sự cứu rỗi và luận phạt của Chúa, một sự hứa hẹn thuộc một đời sau, do đó không ai có thể kiểm chứng và được một sự đe dọa cùng loại. Hoang đường mà giáo hội vẫn tiếp tục dùng cho tới ngày nay để nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín. Đa số tín đồ Kitô không biết đến sự phủ nhận thiên đường và hóa ngục của giáo hoàng. Những thuộc hạ của giáo hoàng giải thích che giấu sự thật là điều cần thiết để giữ đức tin của tín đồ, để cho niềm tin của họ khỏi bị chao đảo. Người ngoài giáo hội thì cho đó là hành động bất thường tri thức, vì giáo hội đã biết mà không làm gì có thiên đường hay hóa ngục, mà vẫn dụ tín đồ bằng cái bánh vẽ cứu rỗi và hù dọa họ bằng một hỏa ngục giả tưởng. Tuy rằng ngày nay giáo hội đã dùng học thuật Kitô giải thích lại ý nghĩa của thiên đường và hỏa ngục với giới trí thức như những hạng trạng thái của tâm,
hiệp thông với Thiên Chúa hay xa lìa Thiên Chúa. Nhưng đối với khối tín đồ ở dưới vẫn ít biết đến điều này. Hơn nữa, quan niệm về Thiên Chúa của Kitô giáo không thể có một định nghĩa rõ rệt. Khoan kể là quan niệm này đã phải thay đổi nhiều qua thời gian với hy vọng có thể phù hợp với sự tiến bộ trí thức của nhân loại. Mặt khác, mỗi thần giáo đều có quan niệm riêng về Thiên Chúa và tôn giáo mình. Cũng vậy mà nữ học giả Judith Hazet đã viết một cuốn sách nhan đề Chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng mà là Thiên Chúa nào? Giáo sư Kate Hopkins thuộc Hàn Lâm Viện Anh Quốc cũng viết một cuốn mang tên Một Thế Giới Đầy Những Thiên Chúa và nữ tu Cato Karen Amos trong cũng đã xuất bản cuốn Một Lịch Sử Về Thiên Chúa, trình bày quan niệm về các thiên chúa trên thế gian. Những công cuộc nghiên cứu của các tác giả trên và lịch sử các nền văn minh khác nhau trên thế giới đã chứng tỏ Kitô giáo chỉ là một tôn giáo thờ thần trong số nhiều tôn giáo hay truyền thống dân tộc thờ thần. Trong thời đại mà còn người chưa hiểu rõ nguyên nhân của những thiên tai hay hiện tượng thiên nhiên, cho nên tục thờ thần ở đâu cũng có. Do đó, lẽ dĩ nhiên là về bản chất thần của Kitô giáo mà các tín đồ Cato Tin Lành Việt Nam tôn lên làm Thiên Chúa cũng chẳng có gì hơn thần của các tôn giáo khác. Nếu không muốn nói là một trong số khía cạnh thí dụ như về đạo đức và khoa học còn kém hơn cả những người thừa như chúng ta. Điều này có thể chứng minh dễ dàng nếu chúng ta chịu khó đọc kỹ và phân tích Thánh Kinh gồm Cựu Ước và Băng Ước. Bình luận câu John 3:2.16 trên, học giả Graham cho rằng chưa bao giờ có nhiều ngụy biện và có tính cách dạy đời được buộc chung với nhau trong một câu ngắn ngủi như trên. Vì Thiên Chúa không hề yêu thương thế gian, Thiên Chúa không ban cho thế gian bất cứ cái gì. Ông ta không có người con duy nhất, lòng tin không cứu được một ai và không có cái gì gọi là cuộc sống đời đời. Thật vậy, trừ phi chúng ta chỉ biết cầm cuốn Thánh Kinh, không hề đọc và nhắm mắt cầu nguyện. Nếu chúng ta mở mắt ra, nhìn những cảnh khổ, cảnh bất công, cảnh con nít mới sinh ra đã bị khuyết tật hay chỉ là một quái thai, vân vân, ở khắp trên thế gian, kể cả trong các nước mà đa số dân chúng là tín đồ Kitô giáo. Thí dụ ở bên Anh có một gia đình Cato sinh ra quái thai. Một thân dính liền nhau như chỉ có một trái tim thì không có cách nào chúng ta có thể chấp nhận được luận điệu thần học của giáo hoàng John Paul đệ nhị, Thiên Chúa quá thương yêu thế gian. Chúng ta nên biết, theo niềm tin trong Cato giáo thì Thiên Chúa gồm những thuộc tính toàn nhân, nghĩa là vô cùng nhân từ, và toàn năng, nghĩa là làm gì cũng được. Hơn nữa, một Thiên Chúa mà chỉ thương yêu và những tin và người tin mình thì thực chất chỉ là một ngụy chúa, không xứng đáng để cho con người tin, đừng nói đến kính trọng và thờ phụng. Sự hiện hữu của những cảnh khổ, những chiến tranh tôn giáo, những sự xấu ác ở trên đời là một nghịch lý mà từ xưa đến nay các nhà thần học Kitô giáo không sao giải thích nổi để biện minh cho một Thiên Chúa toàn năng. Quá thương yêu thế gian, lối giải thích ngay xuôi tai đối với những tín đồ đầu óc mê muội, nhưng lại có tính cách mạnh liệt đối với tư duy của người trong thế giới văn minh tiến bộ như ngày nay là đầu óc của người không hiểu được những ý định hay việc làm của Thiên Chúa. Phải chăng vì vậy mà James Howlett đã đưa ra một nhận định bất khả phụ bác trong cuốn 2000 Year of Double Life trang 324 như sau? Qua một luận lý, chúng ta có thể thấy quan niệm của giáo hội về một Thiên Chúa ở trên trời và lòng thương yêu vô cùng không đứng vững. Nếu có một đấng thần linh sáng tạo ra muôn loài thì ông ta đã làm ra ung thư vú cho phái nữ, bệnh hoạt huyết cho trẻ con, bệnh cùi, bệnh AIDS, bệnh mất trí nhớ và hội chứng đau, khuyết tật thần kinh. Ông ta ra lệnh cho những con cắn xé. Ông ta ra lệnh cho những con cáo cắn xé nát những con thỏ ra từng mảnh, những con báo giết những con hươu nai,
Không có một con người nào độc ác đến độ hạch định ra những sự khủng khiếp như vậy. Nếu một đấng siêu nhiên làm như vậy, ông ta là một con quỷ, không phải là một con người cha nhất mực nhân từ. Thật tình tôi không hiểu tại sao trong thời buổi ngày nay mà vẫn có nhiều người tin ở một Thiên Chúa quá thương yêu thế gian, trong khi những thực tế ở ngoài đời đã chứng tỏ rằng chẳng làm gì có cái gọi là thương yêu của Thiên Chúa. Hơn nữa, phân tích ra thì câu trong Phúc Âm John mà Giáo Hoàng viện ở trên hoàn toàn vô nghĩa là và phi lý. Vô nghĩa và phi lý ở chỗ chỉ có những người sinh sau Giê-xu mới có thể biết đến Giê-xu và tin Giê-xu để không bị luật phạt và sống cuộc đời, sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên, sau khi chết như được biết rõ trong Tân Ước, ngay cả bố mẹ Giê-xu là John Phép và Maria cùng các em trai, em gái Giê-xu cũng không tin Giê-xu là đấng cứu thế. Trái lại còn cho Giê-xu đầu óc bất bình thường, cho nên chắc chắn là họ đều bị Giê-xu luận phạt và đày đọa xuống hỏa ngục vĩnh viễn. Hơn nữa, trước khi Giê-xu sinh ra đời thì nhân loại đã trải qua bao nhiêu thế hệ trong nhiều triệu năm, trong đó có các thế hệ của tổ tiên ông bà Giê-xu. Ai biết đến Giê-xu? Ai tin Giê-xu? Vậy tất cả cũng đều bị Giê-xu luận phạt hay sao? Trước năm 1533, người Việt Nam không ai nghe và biết đến tên Giê-xu. Hiển nhiên không ai có thể tin Giê-xu. Vậy tất cả dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm trước, năm 1533, cũng bị luận phạt hay sao? Những người Việt Nam Tân Tòng Ca Tô giáo có nghĩa là điều các điều hoàn toàn vô nghĩa như trên hay không? Cái tính điều phi thực tế, phi nhân tính, phi logic như vậy mà Giáo Hoàng nêu lên được trong thời đại ngày nay kể cũng lạ. Điều lạ hơn nữa là các tín đồ vẫn còn tin theo cái tính lý quái gở đó với một tâm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến đời sống đời đời sau khi chết của riêng mình mà không hề nghĩ đến bản chất ác độc, phi lý, phản khoa học, hoang đường, bất khả áp dụng của sự luận phạt của Giê-xu. Không những chỉ ích kỷ mà họ còn để lộ một tinh thần yếu kém, sợ sệt thần linh trong thời đại tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay. Mà quan điểm thần linh khi xưa đã không còn chỗ đứng trong thời đại mà các thần linh voi, các thần bình voi, thần cây đa, thần hà bá v.v. đã không còn ý nghĩa. Tại sao họ vẫn còn có thể tin vào một Thiên Chúa của người Do Thái cách đây 2000 năm mà bản chất cũng không khác gì Thiên Chúa trong dân gian trên khắp thế giới? Không phải chỉ có Giáo Hoàng John Paul đệ nhị mới đưa ra luận điệu thần học có tính cách phi logic như trên, mà một cộng sự viên cao cấp của ông, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cũng đưa ra một luận điệu thần học tương tự trong cuốn Chứng Nhân Hy Vọng. Chúng ta không được lựa chọn vì công trạng của mình, nhưng vì lòng từ bi của Chúa, hàm ý Chúa của ông Thuận sinh ra muôn loài nhưng lại chọn người này bỏ người kia tùy hứng. Vì sự lựa chọn không đặt tên trên nhiều tiêu chuẩn luân lý đạo đức, một Chúa như vậy thì thật ra có phải là Chúa hay không? Những luận điệu thần học như vậy của Ca Tô giáo thật ra chỉ để những người vốn không bao giờ sử dụng đến đầu óc, đến lý trí, hoặc mê lầm, hoặc một cái bánh vẽ trên trời tin theo. Đối với những người có đôi chút đầu óc và không cần đến một cặp nàng thần quyền để lê lết trên cuộc đời thì đó chỉ là một luận điệu cực kỳ phi lý và lỗi thời. Làm sao có thể tin được luận điệu thần học trên? Ca Tô giáo thường dùng để biện minh cho một sự kiện trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật được Thiên Chúa chọn lựa đạo đức rất tệ mạt. Và trong lịch sử Ca Tô giáo có nhiều giáo hoàng được Thiên Chúa chọn, Thánh Linh hướng dẫn, nhưng lại là những người phạm những tội ác vô tiền khoáng hậu như sát nhân, loạn luân và loạn dâm v.v. Xin đọc cuốn Đức Tin Công Giáo của Trần Trung Ngọc, Giao Điểm xuất bản năm 2000, trang 174-180. Khẳng định của hai nhân vật cao cấp nhất trong làng lãnh đạo Ca Tô giáo Roma cho chúng ta thấy rằng bản chất của Kitô giáo nói chung, Ca Tô giáo Roma nói riêng là một tôn giáo cứu rỗi chứ không phải là một tôn giáo giác ngộ.
trọng tâm của một tôn giáo thuộc loại cứu rỗi là vấn đề tin. Loại tin mà một cách sống chết, không cần biết, không cần hiểu, như ông Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Cato, đã khẳng định trong cuốn Ngón Tay và Mặt Trăng. Loại tin này người ngoại đạo gọi là mù lòa, tin bướng tin càng, nghĩa là chỉ tin những gì giáo hội dạy bất kể những điều đó đúng hay sai. Có hợp lý hay không hợp lý, là sự thật hay chỉ là những luận điệu lừa dối đã mất đi thời gian. Thật vậy, thuyết thần học Kitô về sự cứu chuộc và cứu rỗi của Chúa Giêsu đặt căn bản trên huyền thoại về tội tổ tông. Nhưng ngày nay, trừ những giáo dân ít học và kém hiểu biết, có còn ai tin vào huyền thoại tội tổ tông nữa đâu? Malachi Martin, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Thánh Kinh của Giáo hoàng tại Roma dưới triều đại Giáo hoàng John 23, đã viết trong cuốn sách Sự suy thoái và sụp đổ của Giáo hoàng hội Roma như sau, trang 230. Giáo hoàng John 23 nói trong buổi khai mạc cộng đồng Vatican II ngày 11 tháng 10 năm 1962 rằng những giáo lý và quan niệm sai lầm vẫn còn tồn tại nhiều, nhưng ngày nay con người đã tự ý loại bỏ chúng. Nhưng nếu Rockefeller không thấy là điều giảng dạy mới của mình dẫn tới đâu, thì hàng trăm nhà thần học và giám mục đã thấy. Trong những thập niên 1960-70, sau khi Rocati chết, họ đã từ bỏ niềm tin về một tội tổ tông, về quỷ sa tăng và về nhiều giáo lý căn bản khác. Tại sao các nhà thần học và giám mục lại từ bỏ thuyết thần học về tội tổ tông? Vì ngày nay, thuyết này không còn phù hợp với trình độ hiểu biết tiến bộ của nhân loại. Hơn nữa, lại còn chứa những mâu thuẫn mà không nhà thần học nào có thể biện minh được. Tôi sẽ trở lại vấn đề tội tổ tông trong phần kết của cuốn sách này. Khi chúng ta đặt câu hỏi Giêsu giảng dạy những gì, thì chúng ta đã giả định rằng Giêsu có đầy đủ tư cách của một ông thầy để đã để lại cho hậu thế một giáo lý nhất quán và phổ quát. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy những thuộc tính này trong Kitô giáo. Vì với một tôn giáo thuộc loại cứu rỗi thì vấn đề không phải là những tiêu chuẩn đạo đức hay những triết lý về nhân sinh, mà tất cả chỉ tùy thuộc vào lòng từ bi của Chúa. Như Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuần đã khẳng định ở trên, và cốt tủy của đạo Chúa là tin vào Chúa chứ không liên quan gì đến những điều giảng dạy nếu có của Giêsu. Như Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã uẩn hàm ở trên, ở thật vậy. Vậy thật ra câu hỏi Giêsu giảng dạy những gì đặt ra hơi lạc đề, vì nó không mấy liên quan gì đến nhiệm vụ cứu chuộc hay cứu rỗi của Giêsu. Để hiểu rõ vấn đề hơn, và chúng ta có một khái niệm về vai trò của Giêsu trong một tôn giáo cứu rỗi như Cato giáo, tôi xin trích dẫn vài đoạn sau đây của tiến sĩ Rod Dennis, giáo sư triết viện trưởng viện đại học Rochester, trong cuốn Thần Kitô và Đường Xây Lửa ở New Haven. Và tại sao cả hai điều chẳng mấy thành công trong cuốn sách này, giáo sư Opec đã phân tích cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa một tôn giáo thuộc loại cứu rỗi và một tôn giáo giác ngộ như Phật giáo, trang 101-108. Một tôn giáo giác ngộ tăng tiến trí tuệ tâm linh hoặc đạo đức của chúng ta bằng một giáo pháp nào đó. Một tôn giáo cứu rỗi cải đổi đời sống của chúng ta bằng cách dẫn chúng ta sống trong đời sống của chúng ta trong một người khác. Khi bậc thầy xuất chúng qua đời, giá pháp của ông ta có thể tiếp tục sống. Ông ta có thể có một giáo pháp như tám thánh đạo, bát chánh đạo trước công nguyên, khiến cho cái trí tuệ chuyên biệt của ông ta tồn tại vĩnh viễn, ngay khi cả bậc thầy không thể để lại một giáo pháp nào, mà chỉ là mẫu mực của một trí tuệ tìm tòi và lý tưởng về tính thiện như Socrates đã. Cái gương sáng của ông thầy tồn tại và làm tiêu đề chỉ cố gắng cho những đệ tử sau này. Tất cả những phương tiện ở trên để tiếp nối đời sống của sư phụ, để có ý thức cao và được áp dụng rộng rãi, nhưng cái khung truyền đó
không phải là chủ trương của Tân Ước, không phải là giáo pháp của ông thầy tồn tại, mà chính là ông thầy. Mà dù như vậy đi chăng nữa thì cũng không có ông thầy, mà chỉ có ông cứu thế. Vì cách duy nhất để có một tôn giáo cứu rỗi qua sự xâm nhập vào đời sống của tôi, một người có ý lạ lùng khác. Cái người khác này thật là cần thiết để cho câu chuyện có thể tiếp tục. Không có sự sống lại thì không có thể có chuyện để mà kể. Do đó tôn giáo cứu rỗi tùy thuộc cái đổi, sống lại, thay đổi tận gốc rễ trên căn bản một đời sống, sống với một người khác. Trong một tôn giáo cứu rỗi, ta không thể đạt được một trình độ tâm linh cao bằng cách học hỏi về một chân lý nào đó, một sự kiện nào đó, một con người nào đó. Tất cả những điều trên đều chỉ có tính cách giáo dục và cao quý. Nhưng đó không thuộc một chuyện phim, thuộc loại cứu rỗi. Trong câu chuyện về tội lỗi và cứu rỗi, con người với một trạng thái mới bằng cách sống với một người khác. Giê-xu có hội đủ những tiêu chuẩn của những bậc thầy xuất chúng về tâm linh không? Không đâu. Cái tiêu chí của sự siêu quần về tâm linh là con người phải là một bậc thầy xuất chúng về tỉnh thức, về trí tuệ tâm linh, hoặc một tâm bình lặng. Giê-xu không phải là một ông thầy, mà là một ông cứu thế. Chúng ta hãy coi một bậc thầy xuất chúng, Sócrates, là một thí dụ tốt. Sócrates là một đại sư về tỉnh thức tâm linh. Ông ta cho rằng ông không biết gì cả, chỉ đặt cho học trò vài câu hỏi có tính cách mưu mèo, thách đố. Sócrates muốn chắc rằng học trò bám vào chân lý chứ không bám vào Sócrates. Đức Phật là một thí dụ về một bậc thầy tôn giáo xuất chúng, cũng có dùng giáo pháp tự chứng như Sócrates. Đức Phật không phải là một đấng cứu rỗi, người là đấng giác ngộ, người đã chứng được những chân lý về nhân sinh, và người đã đưa ra tám thánh đạo để hướng dẫn con người đạt tới mục đích sự giác ngộ như người, và do đó thoát khỏi khổ đau. Tương phản với những bậc thầy xuất chúng kể trên, chúng ta phải nói rằng Giê-xu hiển nhiên hiểu lầm về vai trò của một giáo pháp. Giê-xu không có học trò hay đệ tử, mà chỉ có môn đồ hay tông đồ. Vì điều này không phải chỉ ngẫu nhiên, Giê-xu nói kẻ nào tin vào ta thì sẽ được sống đời đời. Không phải là tin vào giáo pháp của ta, mà tin vào chính ta. Lời tuyên xưng này không làm cho anh được cái giải thưởng giáo dục của L. Harris Harbison. Cái mà Giê-xu biết không phải là sự giác ngộ. Giê-xu chỉ biết Chúa Cha, chỉ có Con mới biết Cha. Kẻ nào biết ta sẽ biết Cha, chỉ có thể đến với Cha, ta qua ta. Bất cứ Kitô giáo có thể là cái gì khác, có vẻ như là ở ngoài mặt rõ ràng đó là một tôn giáo thuyết giáo về sự cứu rỗi và một đấng cứu rỗi. Trước khi chúng ta cảm thấy chán ngấy với ý tưởng này, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng hầu hết những chủ lực tinh thần lớn khác không những là không thuyết giáo về sự cứu rỗi, mà trong vài trường hợp còn thực sự khinh ghét về ý tưởng này. Hồi giáo là một trường hợp điển hình. Người theo Hồi giáo thấy rằng cái khái niệm Kitô về một đấng cứu rỗi đã là hạ phẩm giá của cả đấng cứu rỗi lẫn người được cứu rỗi. Để sống đạo hạnh và tiến tới giác ngộ, có người cần những bậc thầy chứ không cần tới những đấng cứu rỗi. Sự khác biệt là thật là quan trọng. Xét về toàn diện, những tôn giáo đạo đức hay giác ngộ thì hợp với xu hướng của người Mỹ ngày nay hơn. Những tôn giáo này có hai lợi thế rõ rệt so với những tôn giáo dựa theo thánh kinh. Trước hết là những tôn giáo này có vẻ như là những con người đường tâm linh tự lực. Điều này hợp với tinh thần độc lập và tự tin của người Mỹ. Tuy rằng các bậc thầy xuất chúng nhất là đáng quý trong các tôn giáo này, nhưng họ có thể được để qua một bên, vì con người có thể tự học lấy. Người ta không thể tự cứu rỗi trong giáo phẩm, trong tôn giáo dựa vào thánh kinh. Lợi thế
thứ nhì của các tôn giáo giác ngộ và đạo đức là các tôn giáo này có thể dẹp bỏ phần lớn cái mưu toan thần học. Nếu thực sự có các thần và trong Phật giáo có vẻ như là không hề có, thì vai trò của các thần là những bậc thầy hữu ích nhưng có thể bỏ qua, hoặc là những lý tưởng hay những nhân vật gương mẫu chân lý nằm trong giáo pháp chứ không nằm trong ông thầy cứu rỗi. Sự phân tích ở trên của giáo sư Brand rất phù hợp với nhận định của giáo sư đại học người Đức trong thế kỷ 18. Theo giáo sư Riemann Roth thì chúng ta có thể phân biệt một cách tuyệt đối những điều viết bởi các tông đồ và những điều giảng dạy thực sự của Giê-xu. Tất cả những điều giảng đạo của Giê-xu nằm trong hai câu có ý nghĩa y hệt nhau: hãy thống hối và tin vào Kinh Thánh, hoặc ở một nơi khác hãy thống hối vì nước thiên đàng sắp tới. Sự phân tích trên cũng phù hợp với nhận định của William Hitch về cái ta của Giê-xu. Tất cả những điều Giê-xu nói, giáo lý, bài giảng đều đưa tới một đơn từ ta. Một cái ta bắt nguồn từ căn bệnh hoang tưởng. Vậy thật ra Giê-xu không phải là một ông thầy theo đúng nghĩa của một ông thầy. Do đó bàn về chủ đề Giê-xu giảng dạy những gì thì chỉ là cưỡng bàn về một chủ đề không thích hợp. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng phân tích những lời của Giê-xu trong Tân Ước mà phần lớn là những lời khẳng định chứ không phải là thuyết giảng cho một giáo pháp, giáo lý nhất quán. Thực tế chỉ có điều vụn vặt được trích dẫn ngoài toàn bộ những lời của Giê-xu để giảng cho tín đồ, những người ít khi đọc đến Tân Ước, khoan nói đến chuyện có đầu óc nhận xét phân tích. Nhưng ngay cả khi ít điều vụn vặt này cũng chẳng có gì là độc đáo, vì chúng chẳng qua chỉ là sự cập nhật những điều đã có trong dân gian. Trong các nền văn minh khác, các tín đồ không biết đến điều này, cho nên họ bị đưa vào cái rọ thần học chọn lọc và được một chiều của giới chăn chiên mà không biết rằng mình đã bị nhồi sọ. Nhất là sự nhồi sọ ngày được thực hiện khi tín đồ còn nhỏ, đầu óc còn như trang giấy trắng, một khi đã bị vấy mực màu đen vào đó thì khó tẩy sạch. Giê-xu đã giảng dạy những gì tiếp theo? Vậy thì Giê-xu giảng dạy những gì? Nhận định sau đây của Joseph trong cuốn The Final Superstition trang 147 về cái gọi là giáo pháp của Giê-xu có thể giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề một cách tổng quát. Có rất ít, nếu có, điều sáng tác độc đáo trong giáo pháp mà người ta cho là của Chúa Giê-xu, giống như chính quyền thoại về Giê-xu. Những quan điểm mà Giê-xu diễn đạt chỉ là một mớ hổ lốn, những ngụ ngôn và luân lý mà chúng ta có thể thấy trong những đạo cổ xưa của Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, Phật, Khổng, Ấn Độ. Một điều rõ ràng, Kitô giáo là một tôn giáo sau khi đẻ muộn trong lịch sử các tôn giáo, chỉ cấp nhật đạo văn của những quan điểm, ý kiến của Do Thái giáo và các tôn giáo gọi là dân gian. Trong cuốn Nguồn gốc luân lý trong các phúc âm, Joseph, một linh mục Cato trước công nguyên, đã trích dẫn những quan điểm luân lý trong phúc âm và người ta cho là Giê-xu song song với những quan điểm luân lý tương đương và y hệt của các tác giả Do Thái và dân gian. Thật vậy, đọc Thánh Kinh và với một chút kiến thức về triết học và tôn giáo, chúng ta có thể thấy rõ là nhận định của Dilledin không phải là sai. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết những lời dạy của Giê-xu. Trước hết chúng ta hãy xét đến những khẳng định về cái ta của Giê-xu, vì chính những cái khẳng định này đã được giáo hội khai thác để cấy vào đầu tín đồ từ khi còn rất nhỏ, tạo nên một đức tin không cần biết, không cần hiểu, vì cái ta của Giê-xu bắt nguồn từ một tâm bệnh hoang tưởng như đã được chứng minh trong chương trên.
Cho nên trong Tân Ước có nhiều cái ta tự tôn của Giê-xu. Sau đây chỉ là vài trích dẫn những lời của Giê-xu trong Thánh Kinh với vài lời phân tích của tôi trên Logic. John 6:2-35. Ta là thức ăn của đời sống. John 8:2-12. 9:2-15. Ta là ánh sáng của thế gian. John 10:2-11-14. Ta là người chăn chiên chí thiện. John 11:2-25. Ta là sự sống lại và là sự sống. John 14:2-6. Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. John 10:2-30. Ta với Cha, ta là một. John 10:2-36. Ta là con Thiên Chúa. John 12:2-49. Ta không nói theo ý ta, chính người Cha sai ta xuống đây đã cho lệnh ta phải nói những gì và nói như thế nào. Những khẳng định trên và nhiều khẳng định khác về cái ta của Giê-xu trong Tân Ước rõ ràng bắt nguồn từ một căn bệnh hoang tưởng, như chúng ta sẽ thấy trong phần phân tích sau đây. Đó không phải là những lời dạy có tính cách giáo dục đạo lý. Trong lịch sử nhân loại, chúng ta không hề thấy bất cứ một nhân vật nổi danh nào như Đức Phật, Đức Khổng Tử, Lão Tử, Socrates, v.v. tự quảng cáo cho cái ta của mình nhiều và hoang đường như Giê-xu. Hoang đường vì không phải là sự thật, vì mâu thuẫn và vì chúng trái ngược với con người thật của Giê-xu như được mô tả trong Thánh Kinh. Những cái ta của Giê-xu đã đặt trước chúng ta khá nhiều vấn đề và bắt buộc chúng ta phải có một sự chọn lựa dứt khoát, không thể nhập nhằng. Thật vậy, ta là con Thiên Chúa khẳng định vai vế của Giê-xu đối với Thiên Chúa và lại dĩ nhiên hoàn toàn mâu thuẫn với ta, với Cha ta là một. Dù chúng ta đã nhắm mắt tin bừa thuyết điên rồ toán học của Chúa Ba Ngôi của giáo hội Cato đưa ra nhiều thế kỷ sau khi Giê-xu đã qua đời đi chăng đi nữa, thì các câu trên cũng còn đưa tới vài vấn đề khác. Thí dụ, chúng ta hãy xét đến câu John 12:2-49 ở trên. Ta không nói ta theo ý ta, chính người Cha sai ta xuống đây đã cho lệnh ta phải nói những gì và nói như thế nào. Thứ nhất, câu trên chứng tỏ Giê-xu chỉ tự nhận vì không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ đó là sự thật. Là một sứ giả của Thiên Chúa được sai xuống trần để nói cho dân Do Thái, tuyệt đối không phải cho dân Việt. Những gì mà Thiên Chúa muốn nói, điều này hoàn toàn mâu thuẫn với lời tự nhận khác của Giê-xu. John 10:2-30. Ta với Cha ta là một. Thứ nhì, nếu chúng ta chấp nhận được câu John 12:2-49 ở trên như là sự thật, thì những lời Giê-xu nói đều là những lời của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì không hề thể sai lầm. Vì Thiên Chúa theo niềm tin của các tín đồ Chí Tôn là bậc toàn năng, nghĩa là làm gì cũng được, và toàn trí, nghĩa là cái gì cũng biết, kể cả quá khứ vị lai. Hai thuộc tính của Thiên Chúa có tính cách loại trừ, hổ tương, nghĩa là có cái này thì không thể có cái kia, mà giáo hội đã thành công cấy vào đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ, khi họ chưa phát triển về trí tuệ cũng như về thân xác. Điều này khiến chúng ta bắt buộc phải chọn một trong hai điều sau đây, chứ không thể chọn cùng lúc cả hai. Một, nếu những lời Giê-xu nói không hề sai lầm, đúng trong mọi thời đại, thì vai trò Thiên Chúa của Giê-xu có thể tạm chấp nhận được. Hai, nếu trong những lời nói và hành động của Giê-xu có những sai lầm, thì Giê-xu không thể nào là Thiên Chúa. Nhưng Thánh Kinh lại chứng tỏ rằng Giê-xu có rất nhiều sai lầm. Vậy thực ra những lời nói của Giê-xu cũng chỉ là những lời nói của một người thường, với sự hiểu biết giới hạn của một người thường, có ở trình độ của một người dân thường
trong vùng dân Do Thái cách đây 2000 năm. Và như vậy, Giê-xu đã phạm tội nói láo và nói lừa dối, vì ông ta khẳng định rằng những lời nói của ông là của Thiên Chúa, không thể sai lầm. Kết luận, Giê-xu chỉ có thể đóng một trong hai vai trò: Thiên Chúa hay một người thường phạm tội nói láo và lừa dối, chứ không thể cùng lúc cả hai. Vậy vai trò nào là vai trò đích thực của Giê-xu? Điều này không khó, chúng ta chỉ cần mở Thánh Kinh ra đọc thì sẽ thấy ngay. Chúng ta đã biết trong chương trên, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ cũng như học giả Ruben Alves dựa trên Thánh Kinh đều viết rằng Giê-xu tin và khẳng định rằng Môi-se là tác giả của Ngũ Kinh, trong khi thực sự thì Môi-se không viết. Huyền thoại về Môi-se được viết ra khoảng 300-400 năm sau khi Môi-se đã chết. Trong hai phẩm Xuất Ê-díp-tô và Dân Số, đây là kết quả nghiên cứu của những chuyên gia nghiên cứu Thánh Kinh mà chính giáo hội Ca-tô cũng phải chấp nhận bằng chứng. Tên các vị vua xứ Edom viết trong Sáng Thế 36 là những vị vua sống trong những thời kỳ sau khi Môi-se đã chết từ lâu. Trong Phục Truyền 34 có kể cả chuyện Môi-se chết ra làm sao. Chẳng lẽ Môi-se lại tả chuyện chính mình chết? Cho nên Môi-se không thể là tác giả của Ngũ Kinh. Vậy nếu Giê-xu đã sai lầm về một sự kiện lịch sử nhỏ nhặt như trên, thì không biết đến các cả tác giả Ngũ Kinh là ai mà lại cho đó là Môi-se, thì làm sao chúng ta có thể tin được những lời nói về những chuyện ở trên trời, và nhất là những lời tự tôn của Giê-xu cho mình là chính là Thiên Chúa toàn năng toàn trí, và những lời đó chính là của Thiên Chúa? Kết luận, những câu khẳng định về cái ta của Giê-xu chẳng qua cũng chỉ là những điều hoang tưởng bệnh hoạn, không khác gì những hoang tưởng của David, Koresh, Zam và vô số người khác trong thời đại ngày nay. Thứ ba, nếu Giê-xu tự cho mình chính là Thiên Chúa, Thiên Chúa ở đây phải hiểu là Thiên Chúa trong Cựu Ước, thì Giê-xu lại bị kẹt trong vấn đề đạo đức. Vì trong Cựu Ước, Thiên Chúa được mô tả như một vị thần chiến tranh, ác độc, ghen tuông, ưa ủng hộ dân này chém giết dân kia. Thật vậy, Thiên Chúa trong Cựu Ước dạy Israel của Ngài: vậy các người sẽ ăn cướp của người Ai Cập, và dân Ngài sẽ tuân theo lệnh của Ngài, như được kể trong Xuất Ê-díp-tô 12:35-36. Ngài dạy Môi-se: hãy báo thù dân Midian cho dân Israel. Môi-se tuân lệnh, dạy dân mình: các ngươi hãy mang binh khí đi đánh dân Midian để trả thù cho Thiên Chúa. Và chúng giao chiến cùng dân Midian đúng như lời Chúa ra lệnh cho Môi-se: giết sạch mọi người nam. Và dân Israel bắt đầu bắt tất cả đàn bà Midian và con nhỏ của họ, và cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải của họ. Chúng cũng đốt sạch những thành phố, thành trì mà dân Midian ở, và đem theo tất cả đồ cướp được, người và súc vật. Đọc tiếp những phần sau trong chương number này, chúng ta thấy Môi-se còn ra lệnh cho thuộc hạ giết hết đàn bà và con trai, chỉ để lại trinh nữ. Sau đó một di chát những chiến lợi phẩm Thiên Chúa cũng có phần như sau: 675 con chiên, 72 con bò, 61 con lừa và 32 trinh nữ. Một Thiên Chúa như vậy có đáng để cho chúng ta kính trọng hay không? Khoan nói đến việc thờ phụng Thiên Chúa hay thờ phụng Giê-xu thì cũng chẳng khác gì nhau, vì Giê-xu đã khẳng định ông chính là Thiên Chúa. Phải chăng vì vậy mà giám mục John Sapphire đã thú nhận: cuốn Thánh Kinh đã làm cho tôi đối diện với nhiều vấn đề hơn là giá trị. Nó đưa đến cho tôi một Thiên Chúa mà tôi không thể kính trọng, đừng nói đến thờ phụng.
Như trên đã nói, trong Thánh Kinh có nhiều chuyện chứng tỏ Giê-xu sai lầm. Sau đây là một chuyện điển hình, chuyện Giê-xu nguyền rủa cây sung. Ông Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Ca-tô, kể chuyện này trong cuốn Ngón Tay và Mặt Trăng như sau. Matthew 21, 18 đến 21. Sáng sớm khi trở vào thành, Ngài cảm thấy đói, trông thấy cây vả bên đường. Người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên người nói, từ nay không bao giờ mày có trái nữa. Cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy các môn đệ ngạc nhiên nói, sao cây vả lại chết ngay lập tức như thế? Đức Giê-xu trả lời, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều này, điều Thầy làm cho cây vả, mà hơn nữa anh em có thể bảo núi này dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Rồi ông bình luận và chê triết gia và nhà toán học nổi tiếng hoàn cầu trong thế kỷ 20 Russell là không biết đọc Thánh Kinh như sao. Chẳng cần phải là nhà kinh thánh học, ta cũng biết rằng đây là một lối giảng dạy bằng dụ ngôn, bằng tác động. Đọc dụ ngôn mà không biết uyển chuyển đôi chút thật sự đáng tiếc nơi một con người đặt nặng vấn đề ngôn ngữ như Russell. Ông Đỗ Mạnh Tri đã thiếu lương thiện tri thức, trích dẫn thiếu sót Thánh Kinh, bỏ đi đoạn trên nói về đầu đuôi câu chuyện dẫn đến chuyện cây sung. Đoạn trên đó như sau: Thế rồi khi Giê-xu và các môn đồ tới Jerusalem và tới làng Bethphage ở gần núi Olivet, Giê-xu lại sai hai môn đồ đi trước vào làng. Giê-xu đi thẳng vào đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài, lật đổ bàn của những kẻ đổi tiền và ghế của những người kẻ bán chim bồ câu. Rồi Giê-xu bỏ họ ra khỏi Jerusalem, về trở lại làng Bethphage đêm ấy, và chuyện cây sung bắt đầu. Sáng hôm sau, trên đường trở vào thành phố, Ngài thấy đói bụng. Chúng ta thấy ngay rằng thật ra chỉ những người đã bị nhồi sọ một chiều từ khi còn nhỏ, hoặc có đầu mà không có óc, mới có thể cho câu chuyện cây sung ở trên là một lối giảng dạy bằng dụ ngôn. Một dụ ngôn thường là câu chuyện về những nhân vật không dính dáng gì tới người đang kể chuyện hay những người đang nghe, và có tính cách giáo dục luân lý. Ở đây Matthew kể chuyện về một nhân vật Giê-xu có thật mới chết khi Matthew viết phúc âm Matthew khoảng 3-40 năm, và câu chuyện có đầu có đuôi hẳn hoi. Mặt khác, ông Đỗ Mạnh Tri cũng không cho độc giả biết cái mà ông Tri cho là dụ ngôn của Chúa. Trong chuyện nguyền rủa cây sung dạy về cái gì? Luân lý, đạo đức, cách ứng xử, đối nhân xử thế với chúng sinh. Tất cả đều không phải. Câu chuyện về cây sung chẳng phải là một dụ ngôn, mà đã nói rõ một điều: ai đó lòng tin vào Thiên Chúa thì có thể làm được như Giê-xu, nghĩa là có thể nguyền rủa cho một cái cây chết héo queo ngay lập tức. Ngoài ra còn có khả năng bảo núi chuyển là núi tự động bò xuống biển. Hay nói cách khác, ai tin vào Giê-xu thì có thể làm được bất cứ cái gì mà mình muốn. Chỉ có điều trong 2000 năm nay, người tin Giê-xu thì rất nhiều, nhưng trong đó các giáo hoàng tự xưng là đại diện của Giê-xu trên trần. Và tất nhiên ông Đỗ Mạnh Tri, nhưng nhân loại chưa thấy ai làm được những chuyện này. Vậy phải chăng lời của Giê-xu trong dụ ngôn về cây sung chẳng qua là những lời hẹn hoang đường, vô trách nhiệm, và chỉ có những người không đội trừ chung với lý trí, với suy luận vân vân, mới có thể tin vào những lời hứa hảo huyền của Giê-xu. Cũng vì vậy mà các chuyên gia phân tích Thánh Kinh kết luận rằng hành động của Giê-xu trong câu chuyện về cây sung
chứng tỏ Giê-xu đã vấp phải 4 sai lầm về kiến thức cũng như vấn đề đạo đức cùng một lúc. 1. Không biết là trong mùa đó cây sung không thể có trái, nghĩa là thiếu kiến thức về mùa màng cây cỏ. 2. Hủy diệt vô lý vĩnh viễn một cây ra trái ăn được. 3. Dễ nổi nóng, nổi quạo khi bị phật ý. 4. Lừa dối các môn đồ bằng những lời hứa hẹn hoang đường, chỉ cần có lòng tin là có thể thay đổi tình trạng vật chất thiên nhiên bằng lời nguyền rủa hay ra lệnh. Nhưng vấn đề chính trong chuyện cây sung là một chi tiết trong đó đã đương nhiên bác bỏ khả năng làm phép lạ của Giê-xu như đi trên sóng. Một ổ bánh mì thành 100 ổ bánh mì, biến nước thành rượu, vân vân. Ngài là Thiên Chúa mà sáng ra Ngài lại đói như người thường. Tại sao Ngài lại không biến cục đá ngoài đường thành bánh mì để mà để Ngài ăn cho đỡ đói, mà lại hy vọng vào vài quả sung lúc trái mùa, để rồi Ngài phải nổi quạo và nguyền rủa cây sung một cách phi lý? Ấy thế mà các tín đồ có đầu nhưng không có óc vẫn tin rằng Ngài quả là Thiên Chúa lòng lành vô cùng và có khả năng làm nhiều phép lạ. Như chúng ta sẽ thấy nhiều bằng chứng ngụy trong bằng chứng ngay trong Kinh Thánh tỏ chứng tỏ Giê-xu có đầy dẫy những sai lầm và có một kiến thức rất giới hạn, tình hình dễ nổi nóng một cách bất thường, vân vân. Vậy chúng ta có thể chấp nhận những lời tự tôn của Giê-xu như ta với cha ta là một, hay cha ta là con Thiên Chúa, ta là con đường, là sự thật, là sự sống, vân vân, được hay không? Trong chương trên tôi đã chỉ trình bày kết luận của nhiều học giả Giê-xu chỉ là một người thường, không hơn không kém. Khoan kể là kiến thức và đạo đức của Giê-xu không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là thấp kém so với rất nhiều nhân vật trong lịch sử thế gian. Vậy mà Giê-xu dám tự nhận John 8:12, ta là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng gì của thế gian? Ánh sáng soi sáng trí tuệ và đạo đức con người? Tuyệt đối không phải. Đó là ánh sáng, thật ra là sự u tối của một đức tin mù quáng, không cần thiết, không cần hiểu. Lịch sử thế gian cho thấy, vì tin vào ánh sáng thế gian của Giê-xu, Cato giáo Roma đã chìm đắm trong bóng tối dày đặc của 2000 năm, đầy tội ác, và vẫn còn đang tiếp tục mưu toan lùa nhân loại vào cảnh tối tăm, nô lệ cho một định chế thế tục độc tài, tham lam vô độ mang danh nghĩa tôn giáo. Trước khi đi vào những lời của Giê-xu trong Thánh Kinh để tìm hiểu vấn đề của Giê-xu giảng dạy những gì, tôi hy vọng độc giả nhận thức một điều. Giới chăn chiên trong giáo hội Cato thường trích dẫn những điều vụn vặt trong Tân Ước mà họ cho đó là những lời dạy hay, lời hay ý đẹp của Giê-xu để giảng dạy cho tín đồ. Phần lớn những lời này thuộc loại khẳng định tự tôn với mục đích đề cao thần thánh hóa Giê-xu trước đám tín đồ vốn không bao giờ đọc Thánh Kinh và cũng không đủ trình độ để phân biệt chân giả. Họ không bao giờ đưa ra những câu chứng tỏ lời nói không đi đôi với việc làm của Giê-xu. Thực chất của Giê-xu chỉ là nói ngon nói ngọt ngoài miệng, còn những hành động của Giê-xu thì không bao giờ làm theo lời nói, trái lại, còn trái ngược hẳn với những lời nói của mình. Do đó giám mục Sa Phong đã phải đưa ra một nhận định. Có nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh chứng tỏ Giê-xu ở Nazareth là con người thiển cận, đầy thù hận và ngay cả đạo đức giả. Xin đọc chương 1 trang 84 chứng minh. Chúa Giê-xu dạy: hãy lấy cây xà trong mắt người ra trước, rồi hãy lấy cây kim trong mắt người khác ra sau. Đừng phê phán ai để ngươi cũng phải bị phê phán. Nhưng rồi chính ông lại phê phán người khác. Matthew 23:2-13, khốn cho giới dạy luật và biệt lập. Hàng đạo đức giả. Matthew 23:2-15, khốn cho các ông hạng giả nhân giả nghĩa. Matthew 23:2-16, khốn cho các ông hạng lãnh đạo mù quáng. Và còn nhiều lời phê phán tương tự
khác đầy dẫy trong tân ước. Vậy trước khi phê phán họ, Chúa Giêsu đã lấy cây xà trong mắt mình ra chưa? Chúa Giêsu dạy môn đồ phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người khủng bố hành hạ các con, Matthew 5:2-4. Nhưng chính Giêsu thì lại hành động ngược lại. Giêsu phán Matthew 12:2-30: kẻ nào không theo ta, ở với ta là chống đối ta. Và coi những người không tin và tuân phục Giêsu là kẻ thù và dạy môn đồ. Luca 19:2-27: hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta. Chúa Giêsu dạy: người nào nguyền rủa anh em sẽ bị xuống hỏa ngục, Matthew 5:2-22. Nhưng chính Giêsu lại đi nguyền rủa những người không chịu theo Giêsu. Luca 8:2-24: nếu người không tin ta là con thượng đế, ngươi sẽ chết trong tội lỗi của ngươi. Matthew 12:2-34: ôi thế hệ của những loài rắn độc, ác như các ngươi làm sao có thể nói những lời tốt lành. Matthew 23:2-13: ngươi là loài rắn, ngươi là thế hệ của những rắn độc, làm sao các ngươi thoát khỏi hỏa ngục. Vậy bây giờ Chúa Giêsu đang ở đâu? Dưới hỏa ngục hay trên thiên đường? Chúa Giêsu dạy Matthew 23:11-12: các con càng khiêm tốn phục vụ người thì càng được tôn trọng. Ai tự đề cao sẽ bị hạ thấp, ai khiêm tốn hạ mình sẽ được nâng cao. Nhưng chính Chúa lại tự tôn một cách quá cống cao ngã mạn, như trong những câu to đã trích dẫn ở trên. Cái tính khiêm tốn mà Giêsu dạy các môn đồ, Giêsu để vào đâu mà lại đưa ra những lời tự nhận quá hân hoan như trên? Nói tóm lại, khi tìm hiểu về thực chất con người của Giêsu, chúng ta cần giữ thái độ đừng tin những gì các linh mục nói về Giêsu trong các nhà thờ, mà hãy nhìn kỹ những gì Giêsu nói và làm trong Thánh Kinh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có những nhận định trung thực và chính xác về Giêsu, do đó tránh được những sự mê hoặc của những luận điệu thần học về những thuộc tính thần thánh của Giêsu, một nền thần học của giới đạo sĩ đưa ra, chưa cốt để tự tạo quyền, chỉ cốt để tạo quyền lực thế gian trên đám tín đồ thấp kém, khai thác sự yếu kém tinh thần và lòng mê tín của đức tin của họ. Đi sâu vào vấn đề, xét về mặt trí tuệ cũng như đạo đức thì nhiều chuyện trong tân ước chứng tỏ tư cách của Giêsu còn kém cả nhiều người thường nữa. Điều này chúng ta có thể chứng minh dễ dàng qua sự phân tích những lời và hành động của Giêsu trong tân ước. Tôi cũng xin độc giả nhớ cho rằng hầu hết những lời giảng dạy của Giêsu là những khẳng định hoang đường, vô căn cứ, phản ánh những niềm tin của người Do Thái trong bối cảnh lịch sử và xã hội của dân tộc Do Thái cách đây hơn 2.000 năm. Cho nên ngày nay, tuyệt đại đa số các bậc thức giả đã bác bỏ những khẳng định này, như tôi sẽ chứng minh trong các phần sau. Để độc giả có cái nhìn nhận một cách rõ vấn đề Giêsu giảng dạy những gì, tôi xin xếp những lời của Giêsu trong Tân Ước theo hai chủ đề chính: gia đình và quốc gia. Sau đó tôi sẽ bàn đến bài giảng trên núi. Ngoài ra, để cho đầy đủ hơn, tôi sẽ đưa ra những lời vặt khác của Giêsu ở trong Tân Ước để quý độc giả thấy rõ con người lịch sử Giêsu là con người như thế nào. Giêsu và gia đình. Gia đình là nền tảng của xã hội, không ai có thể phủ nhận là ảnh hưởng tư tưởng Khổng giáo đã nhấn chìm vào xã hội Việt Nam với phương châm tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Do đó về tề gia thì người Việt Nam rất coi trọng về hiếu đệ với cha mẹ, thờ cúng tổ tiên, tình nghĩa vợ chồng, bổn phận giữa cha mẹ và con cái và giữa anh chị em trong nhà. Trong văn học bình dân có nhiều câu dạy con từ khi còn nhỏ phải biết đền ơn
cha mẹ. Điển hình là hai câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dạy đạo làm con cần phải hiếu kính cha mẹ. Phật giáo cũng coi trọng chữ hiếu. Đức Phật đã dạy rằng hiếu kính với cha mẹ hiện tiền chính là hiếu kính với Phật. Hay sao? Tục lệ thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ của người dân Việt cũng chỉ nói lên lòng hiếu kính đối với con người, đối với bậc đã sinh thành ra mình. Khi cả Tô giáo Roma du nhập vào Việt Nam thì tôn giáo này với văn quan niệm vô gia đình, vô tổ quốc, chỉ biết đến Chúa, vân vân, đã biết đến những đã biến những tín đồ tăng tòng thành lớp người vô tổ quốc, vô chính phủ, vô gia đình, vô tổ tiên. Họ chỉ có một tổ quốc, đó là nước Chúa. Thật ra chỉ có nước Vatican, vì có ai biết đến nước Chúa ở đâu. Một chính phủ, đó là hệ thống quyền lực của giáo hoàng, vì họ được giáo hội dạy rằng thần quyền đứng trên thế quyền, giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trần, và các linh mục là cha cũng như Chúa, vân vân. Một gia đình, đó là gia đình những người theo đạo, và một tổ tiên, đó là ông Adam và bà Eva. Trong huyền thoại sáng tạo cổ xưa của Do Thái, cho nên các tín đồ tăng tòng Việt Nam đã mù quáng dẹp bàn thờ tổ tiên, ông bà, cha mẹ vào xó trong hơn 400 năm, kể từ 1533 cho tới gần đây. Vì trước sự tiến bộ của nhân loại, để giữ gìn tín đồ, giáo hội đã bắt buộc phải cởi trói, cho phép giáo dân được thờ cúng ông bà tổ tiên, cho nên họ mới lác đác trở lại thờ cúng tổ tiên. Họ thường tự biện rằng ngày nay họ đã thờ cúng tổ tiên trở lại, hay ăn dỗ ăn Tết, và cho đó là Cato giáo cũng có tinh thần dân tộc. Nhưng điều này lại nói rõ hơn, vì hết cái tinh thần nô lệ Vatican của họ. Vì chuyện thờ cúng tổ tiên không phải là họ tự động trở lại với truyền thống dân tộc, mà chỉ là họ được Vatican cho phép sau cộng đồng Vatican II. Tại sao trong hơn 400 năm họ không hề có thái độ gì đối với lệnh cấm thờ cúng tổ tiên của Vatican? Tại sao họ phải nhắm mắt tuân theo với cái lý thuyết thần học quái gở của Cato giáo không được thờ cúng tổ tiên? Các tín đồ Cato thường nhắc đến câu Giêsu dạy phải hiếu kính với cha mẹ, Matthew 19:2-19. Làm như đó là đạo lý đặc thù của Kitô giáo, của chỉ mình Kitô giáo có mà thôi. Nhưng vì không đọc Thánh Kinh nên họ không biết rằng trong thực tế hành động của Giêsu lại trái ngược hẳn lại, không có cái gì có thể gọi là hiếu kính với cha mẹ hay có tình nghĩa với gia đình. Qua những chuyện viết trong Thánh Kinh, chúng ta không thể nghĩ khác hơn là những thái độ và hành động hỗn láo, bất kính với cha mẹ, vô tình, vô nghĩa với gia đình là những thuộc tính đặc thù của Kitô giáo. Thật vậy, đọc Thánh Kinh của chúng ta thấy Giêsu không coi gia đình ra gì. Có lẽ ông ta có mặc cảm với cái thân thế bất minh, là đứa con hoang của mẹ mình. Trong nhiều trường hợp, ông ta còn để lộ thái độ thù ghét gia đình. Trước hết, chúng ta hãy xem cách đối xử của ông ta với chính mẹ mình. Trong các phúc âm, chúng ta không bao giờ thấy Giêsu gọi mẹ mình, bà Maria, là mẹ. Trong bản Thánh Kinh của vua James, cuốn Thánh Kinh được chấp nhận rộng rãi và dùng trong nhiều thế kỷ cho đến tận ngày nay. Từ mà Giêsu dùng để gọi bà Maria là người đàn bà kia, một cách gọi sách mé hỗn xược. Thật là tội nghiệp cho bà Maria. Đây không phải là điều khó hiểu. Vì phân tích những lời hỗn hào của Giêsu đối với mẹ và gia đình trong nhiều trường hợp trên được viết trong Thánh Kinh, một số học giả đã cho rằng đúng là Giêsu có cái mặc cảm của một đứa con hoang, bị thiên hạ khinh khi đàm tiếu, cho nên hận gia đình, hận mẹ, hận thân phận nghèo khó của mình, vân vân, kết thành những thái độ và lời nói với mẹ và gia đình như vậy. Ngoài ra, chính gia đình của Giêsu gồm có cha mẹ, có cha có mẹ, Joseph,
và bà Maria. Và các em trai, em gái của Giê-xu cũng không tin Giê-xu là đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái. Đôi khi còn cho ông ta là không có đầu óc bình thường, nếu không muốn nói là bị điên. Cho nên thái độ của Giê-xu đối với gia đình rất là hỗn hào, sắc láo. Chúng ta chắc ai cũng đã biết chuyện sau đây được kể trong Thánh Kinh. Nhân ngày lễ vượt qua, vợ chồng Joseph, Maria và Giê-xu khi đó mới 12 tuổi cùng đến Jerusalem. Sau ngày lễ thì hai vợ chồng Joseph thấy biến mất ông con, tưởng rằng ông con đã đi cùng bạn bè đi về nhà bên ông bà, cũng trở về nhà, nhưng đi suốt cả ngày không thấy Giê-xu đâu. Lúc bấy giờ mới hỏi thăm và đi tìm Giê-xu. Hai ông bà quay trở lại Jerusalem và ba ngày sau thì thấy Giê-xu đang ngồi đối đáp với mấy thầy thông thái trong một đền thờ. Sau đây là những lời qua lại giữa bà Maria với ông con Giê-xu, Luca 2:48-50. Khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng: hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài trả lời: các người kiếm tôi để làm chi? Ha, chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi hay sao? Nhưng hai người không hiểu lời ngài nói chi hết. Quý vị có thấy một đứa bé 12 tuổi nào hỗn láo với cha mẹ mình như vậy chứ? Trừ phi nó là một nghiệp chướng của một gia đình vô phúc. Trước hết nó ở lại Jerusalem một mình mà không hề xin phép cha mẹ. Sau đó khi cha mẹ tìm được nó, trách nó, thì nó lại sẵn giọng cùng cha mẹ và hỏi họ kiếm nó làm chi. Nhưng câu chót, nhưng hai người không hiểu gì lời ngài nói chi hết, đã chứng minh rằng cả Joseph và Maria, thật ra mình đã giấu mấy những cái từ rất là thô lỗ, chẳng hạn như dùng từ vú mình là người đàn bà kia, nhưng trong Thánh Kinh Tân Ước là dịch ra là: này mẹ hỡi. Nó hoàn toàn không có nghĩa nha các bạn, mà các bạn nếu có xem trong Thánh Kinh mà mắt theo thì sẽ rõ. Nhất là Maria, người biết rõ hơn ai hết ai là cha thực của Giê-xu, rằng Giê-xu không phải là ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, không phải là con của Chúa Thánh Thần, không phải là Chúa cứu thế vân vân, cho nên mới không hiểu Giê-xu nói gì khi Giê-xu nói là đang lo việc của cha, nghĩa là việc của Chúa Cha. Thần Gia-vê của Gia Thái, chuyện cha mẹ lo lắng con là chuyện tự nhiên, nhưng chuyện Chúa Tôn đối đáp với cha mẹ như vậy thật là quá đặc biệt, hiếm có trên thế gian. Và ít ra là không hợp với nền luân lý của Việt Nam. Chúng ta cũng biết trong Tân Ước, ngoài trường hợp hỗn hào với bố mẹ khi Giê-xu 12 tuổi trở lên, chỉ có hai trường hợp khác Giê-xu trực tiếp nói cùng bà Maria. Và cả trong hai trường hợp đó, Giê-xu đều gọi mẹ là người đàn bà kia. Trong trường hợp thứ nhất, John 2:1-4 kể rằng: trong một tiệc cưới có cả hai mẹ con Maria và Giê-xu dự. Khi rượu hết, bà Maria đến nói với Giê-xu là họ đã hết rượu rồi. Giê-xu trả lời bà như sau: người đàn bà kia, sự quan tâm của bà thì có liên can gì tới ta? Giờ của ta còn chưa tới. Giờ gì? Đọc tiếp Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy rằng đó là giờ Giê-xu trổ tài làm phép lạ, biến sáu vại nước thành rượu, trong thánh tiếng Việt của American Bueller, sắp xếp xuất bản năm 1998. Dịch đoạn trên như sau: hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Đó là câu nói hiếu kính với cha mẹ của chú tôi, với những tín đồ Ca-tô Việt Nam. Vậy họ còn đợi gì mà không noi gương Chúa, đối xử với cha mẹ như Chúa,
Trường hợp thứ hai là khi Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá, đang hấp hối sắp tới, sắp chết. John 19:2-26 kể rằng: Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Người đàn bà kia, đó là con của ngươi. Chúng ta nên để ý rằng Giê-xu đã dùng cùng danh từ người đàn bà kia để gọi một người đàn bà từ xứ Cana đến xin chữa bệnh cho con gái. Mới đầu Giê-xu không chịu chữa mà còn gọi là người ta là chó, vì không phải là dân Do Thái. Và một người đàn bà khác can tội tà dâm. Ngoài ra Matthew 12:2-48 còn kể rằng: Trong khi Giê-xu đang đứng giữa đám đông, bà Maria cùng và các em trai của Giê-xu đến và nhờ người nhắn với Giê-xu là mẹ và các em đang ở phía ngoài muốn gặp Giê-xu, thì Giê-xu sẵn giọng nói: Ai là mẹ ta? Ai là các em ta? Giê-xu ghét gia đình là chuyện của ông ta, nhưng ông ta lại muốn những kẻ theo ông cũng phải ghét gia đình của họ như ông ta đã ghét gia đình mình. Do đó ông ta đã dạy các môn đồ như sau. Luca 14:26: Nếu kẻ nào đến với ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả đời sống của hắn, thì hắn không thể là môn đồ của ta. Theo Gen Kamat, trong cuốn Tất cả những chuyện tục tiểu trong Thánh Kinh, trang 359, thì chữ căm ghét dịch từ tiếng Hy Lạp. Thánh Kinh gốc viết bằng tiếng Hy Lạp Misel, có nghĩa là ghét tởm và khinh khi. Và một khi đệ tử của Giê-xu nói, Matthew 8:21-22: Xin để con đi chôn cất cha con xong, con sẽ đi theo Ngài. Giê-xu trả lời: Hãy đi theo ta ngay. Hãy để cho ta, cho người chết lo mai táng người chết của họ. Tôi cảm thấy quá tội nghiệp cho những tín đồ Kitô Việt Nam. Kitô cũng không như Tin Lành. Họ trông ngóng gì ở con người đối với mẹ và gia đình như trên. Một con người tư cách như vậy có đáng để họ thờ phụng hay không? Tại sao họ vẫn còn ham hố một sự cứu rỗi hoang đường, giả tưởng từ một con người tư cách đạo đức đáng chê trách như vậy? Bởi vì từ khi sinh ra đời, họ đã bị lừa dối bởi những xảo thuật nhồi sọ tinh vi của giáo hội qua vai trò chăn dắt con chiên, của những giám mục linh mục với sự phụ giúp vô tình và bắt nguồn từ vô minh của những bậc cha mẹ. Tất cả vốn đã bị nhồi sọ như họ khi còn rất nhỏ. Tại sao Chúa Giê-xu lại có những hành động đối với gia đình như vậy? Tân ước Matthew 10:2-34 đến trang 36 đã viết rõ. Giê-xu khẳng định: Đừng tưởng rằng ta xuống trần để mang lại hòa bình trên trái đất. Ta không xuống đây để mang lại hòa bình mà là gươm giáo. Vì ta xuống đây để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con, người ở ngay trong nhà hắn. Và Luca 12:2-51 đến trang 53 cũng xác định. Khẳng định của Giê-xu như sau: Đừng tưởng ta đến để đem hòa bình cho thế giới. Không, ta đến để chia loài người làm hai. Từ đây, một nhà có 5 người sẽ chia rẽ chống đối nhau. 2:3 và 3:2, mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. Qua những quan niệm và cách hành sự đối với gia đình như tôi vừa trích dẫn từ Thánh Kinh ở trên, Giê-xu đã tự mình làm gương cho những người theo ông, và lịch sử cũng đã chứng tỏ Kitô giáo đi đến đâu cũng làm cho gia đình, xã hội chia rẽ chống lại nhau. Một khi trong gia đình, trong xã hội có những con người tăng tòng mù quáng tin vào Giê-xu mà không biết gì về thực chất con người của Giê-xu, và nhất là tin vào những giáo lý vô tổ quốc, phản dân tộc, vô gia đình, vô tổ tiên, vân vân của giáo hội Kitô, tất cả chỉ vì mù quáng tin vào những lời giảng dạy của giới chăn chiên trong giáo hội
dựa theo nền thần học ngụy tạo, lạc dẫn. Kinh nghiệm Việt Nam từ khi đạo Chúa bắt đầu du nhập đã cho chúng ta thấy rõ điều này qua những sự kiện bằng chứng lịch sử. Xin đọc chương thứ 8 trong cuốn Công giáo chính sử của Trần Trung Ngọc viết về Công giáo Việt Nam. Nhận xét về tác giả tác hại mà Kitô giáo đã mang đến cho nhân loại trong vấn đề chia rẽ trong gia đình, quốc gia và dân tộc, học giả Cao Tô Joseph đã đưa ra một nhận định về lời phán trên của Chúa Giêsu trong cuốn Sự mê tín cuối cùng, trang 177 như sau: thảm thay, đây là một trong vài lời hứa hẹn mà lịch sử chứng tỏ là Giêsu đã thành công thực hiện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Clip sau mình sẽ làm cái bài một vài thuyết giảng trên núi, bài thuyết giảng trên núi và những bài những dẫn chứng cuối cùng ở trong thánh, những cái bài giảng trao giảng trong thánh kinh. Và sau cùng mình sẽ làm một cái bài của vua David. Mời các bạn chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin cảm ơn các bạn.